Cô Hạnh, đi đâu vậy? Không lên canteen ăn trưa à? Tôi đi mua ít đồ để chuẩn bị sinh nhật cho Happy. À, mà sinh nhật Happy ngày nào vậy? Tôi xem thiệp của Happy gửi rồi, nhưng mà trong đó không ghi ngày tháng gì cả. Sau sinh nhật của mẹ anh một ngày. Vậy à? Đừng nói là anh không nhớ sinh nhật của mẹ mình đấy nhá. Nhưng mà tôi dám chắc mẹ anh sẽ nhớ kỹ giây phút mà anh chào đời đấy. Mẹ anh và Happy sẽ tổ chức sinh nhật chung với nhau tại sân tập thể. Anh về nói chuyện với mẹ mình xem sao. Tôi biết một nhà hàng nó ăn rất ngon. Tôi sẽ mời mọi người. Không cần phải long trọng thế đâu. Tôi nghĩ là tổ chức ở sân tập thể vừa ấm áp lại thoải mái. Tôi đi trước đây. Ê, sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai mẹ con chơi cá ngựa vui thế nhở? Bây giờ bố ạ. Ừ. Voi của bố mới học có ngoan không? Có. À, bố ơi. Bố xem này, Happy từ lần thiệp mời con đấy. Uầy, đẹp thế nhở? Voi cho bố đi kè với nhá. Vâng ạ, cả bố lẫn mẹ luôn nhá. Tất nhiên rồi. Sinh nhật bố đình đầu con trai của bố cơ mà. Bố mẹ phải đi chứ. Mẹ ơi, con muốn được tặng quà cho Happy. Một món quà thật đẹp, thật quý giá bảo. Được rồi, để mẹ suy nghĩ nhá. Vâng, bố. Món quà quý giá nhất mà bố từng tặng mẹ là gì ạ? Hình như là bố chưa tặng được mẹ cái gì quý giá thì phải. Đâu, món quà quý giá nhất mà bố tặng mẹ là bạn voi đáng yêu này. Uầy, con là một món quà, thích quá. Nhưng mà con đâu thể dùng bố tặng Happy một em bé đùa. Thôi được rồi, để bố đưa voi đi mua quà tặng Happy nhá. Vâng ạ, à, bố cũng phải tặng quà quý giá cho mẹ chứ. Lỡ đâu mẹ lại buồn thì sao? Tuân lệnh, đến giờ đi tắm rồi ông gãy. Đi tắm đi. Vâng. Nhìn 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 nhìn. Em đi nấu cơm nhá. Có món cá kho. Gì cơ? Em làm món cá kho á? Ừ. Không biết thì em học trên mạng. Thực ra là mẹ bảo em nấu rồi chụp hình gửi cho mẹ xem. Em làm thử thì cũng không thấy khó lắm. Mẹ cũng dặn anh là em có nấu thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải khen ngon. Nhưng mà không sao, anh sẽ cố gắng chịu đựng trong thời gian em tập làm một người vợ đảm.